Hi, xin chào tất cả các bạn. Sau đây shop xin giới thiệu cho các bạn những mẫu gọt chì mới về bên shop nhé. Đầu tiên là mẫu gọt chì heo. Mẫu gọt chì heo gồm có màu cam, màu xanh lá cây, màu hồng và màu xanh biển. Mẫu gọt chì heo này cũng gồm có hai gọt chì ở bên trong nhé. Các bạn có thể mở cái nắp miệng của con heo ra để gọt. Và mẫu gọt chì này có giá 15.000 một chiếc các bạn nhé. Tiếp theo là mẫu gọt chì ship. Mẫu gọt chì ship gồm có màu tím, màu hồng, màu xanh biển và màu nâu. Mẫu gọt chì này cũng gồm có hai gọt chì và có giá 15.000 một chiếc các bạn nhé. Tiếp theo đến là mẫu gọt chì cú. Mẫu gọt chì cú gồm có màu hồng, màu vàng, màu xanh biển và màu xanh lá cây. Mẫu gọt chì cú cũng có giá 15.000 một chiếc và gồm hai gọt chì các bạn nhé. Và tiếp theo là một mẫu gọt chì thú, bao gồm rất nhiều hình thú ở bên trong, hình con vịt, hình máy bay, hình cây đàn, hình con thỏ, hình con lợn, hình con voi, rất là nhiều hình thù khác nhau. Và mẫu gọt chì này chỉ có giá 5.000 một chiếc thôi các bạn nhé. Hình con cá heo nữa. Như vậy là shop đã giới thiệu xong những mẫu gọt chì có mặt tại shop rồi. Và các bạn đặt hàng vui lòng inbox theo số điện thoại 0166 287 3398 để đặt hàng các bạn nhé. Các bạn thấy video của shop hay thì cho shop xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ shop. Shop xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.